Rồi, ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Và anh em sẽ tiếp tục đến với con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam nha anh em nhé. Như vậy là lộ trình ra tướng ở bên server Việt Nam thì đã được thông báo rồi và đã đẩy lên rất là nhanh rồi. Sau cái tuần đầu tiên, một tuần ra em tướng kinh hỏa hoạn anh em ạ. Thì tiếp tục tuần này thì đang ra em tướng là Wano Smoker là cái tuần thứ hai. Và tiếp tục trên page game thì mình đã thấy thông báo là update, và cái tuần tiếp theo là ngày thứ năm tuần này thì sẽ tiếp tục là ra em tướng thứ ba, đó chính là em tướng sư tử vàng Siki, một em tướng sát thương thuộc dòng truyền kỳ. Như vậy là lộ trình ra tướng ở bên server Việt Nam rất có thể sẽ đẩy lên là một tuần ra một em tướng. Như vậy là từ bây giờ đến em tướng Yongray thì khả năng cái thời gian nó kéo lại nó sẽ rất là gần, nếu như vẫn đẩy lên với cái tốc độ là một tuần một tướng như vậy nha anh em nhé. Rồi ok, không dài dòng nữa, đến video ngày hôm nay thì tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết của cụm 1 PVV đấu trường thế giới ở bên server Việt Nam anh em ạ. Sau cái màn gọi là nghỉ game một toàn bộ của tất cả một loạt các idol Nice World rồi VNC Đạt Lê rồi Hoàng Nguyễn Ken Cứ Tốt, thì đến hiện nay bên server Việt Nam thì người chơi top 1 đang là người chơi Moon anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ cùng check với lực chiến và team của người chơi Moon nhé. Người chơi Moon thì hiện nay team số 1 bạn ý là lực chiến là 8.8 triệu, team số 2 của bạn ý là lực chiến là 10.620.000 anh em ạ. Như vậy là khả năng sẽ là người chơi đầu tiên ở bên server Việt Nam là đạt được cái cột mốc là 10 triệu anh em ạ. Và team số 3 của bạn ý lực chiến là 8.570.000, và team bạn ý thì cũng có em tướng kinh hỏa hoạn full SP 16 này anh em ạ. Tuy nhiên là bạn ý lại đang xếp con tướng kinh ở team số 3. Rồi, trận đấu chung kết của cái mùa này diễn ra giữa hai người chơi Moon và người chơi con gà Tây. Đấy, con gà Tây thì chơi từ rất lâu rồi ở tất cả các cái mùa PV đấu trường thế giới trước. Đấy, mình đã có những cái trận đấu của người chơi con gà Tây này tham gia PVV rồi. Team số 1 của con gà Tây là 8.7 triệu, team số 2 của bạn ý là 9.4 triệu, và team số 3 của bạn ý là lực chiến là 8.380.000 anh em ạ. Đối với người chơi con gà Tây thì bạn ý cũng có em tướng kinh hỏa hoạn, hiện nay là kỹ năng HP là đang level 14 nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết của mùa PVV đấu trường thế giới của mùa này ở cụm 1 bên server Việt Nam nha anh em nhé. Kết quả thì người chơi Moon giành chiến thắng, và ở đây anh em có thể thấy là người chơi Moon thì vẫn còn nguyên một team số 3 và chưa kịp sử dụng đến em tướng kinh hỏa hoạn anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng check xem đối với cái trận đấu chung kết của cụm 1 bên server Việt Nam thì con tướng nào sẽ là em tướng MVP và xuất sắc nhất nha anh em nhé. Ở trận đấu đầu tiên thì team của người chơi Moon xuất phát từ bên trái màn hình của anh em với đội hình là em tướng Edward Weevil, Búp Giáp Phi và em tướng sát thương Thủy Sư Đô Đốc Akainu, Kuzan và kết hợp với em tướng Sabo. Đối với người chơi con gà Tây, team số 1 bạn ấy chơi hai em tướng Anh Tanh đấy, rất là cứng bên server Việt Nam, đó em tướng Oden và em tướng Edward Weevil, với hai em tướng sát thương là Kaido Zoroenma và em tướng búp máu là Crocus anh em ạ. Cả hai team thì hiện nay mỗi team thì đang có đều có một con tướng full kỹ năng HP. Đối với người chơi Moon thì có em tướng Zephy là full HP, còn đối với người chơi con gà Tây thì có con tướng Kaido full HP anh em ạ. Ok, đây là ulti của Edward Review với khả năng gây ra cái hiệu ứng khiêu khích cho team đối phương, và Edward Review khi mà nó tấn công đòn đánh ulti thì nó sẽ tấn công là ba mục tiêu bất kỳ anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đứng với màn ulti của Kaido full kỹ năng SP nhé. Như vậy là được 4.4 triệu sát thương anh em ạ. Rồi, còn đây là Zoroenma. Đây rồi, 11.700.000 sát thương đây rồi. Anh em ơi, tại sao là mình cũng có Zoroenma mà tại sao con Zoroenma của mình nó chém nó lại cùi bắp như thế anh em ạ? Tí là mình phải check em tướng Zoroenma đấy, của người chơi con gà Tây này anh em ạ, để học hỏi về bui lại con tướng Zoroenma của mình đấy. Mặc dù là nó có một chút là nâng nỗi cái kỹ năng ma nhưng mà không thể nó cùi bắp như thế được anh em ạ. Mình hiện nay trong cái team của mình bên con ác server 242 thì hiện nay chỉ đang ưng mỗi em tướng dâu đen thôi và em tướng Sabo thôi, và mình cũng mới nâng em tướng Sabo lên được 10 sao rồi anh em ạ. Tuy nhiên là em tướng Zoroenma của mình cũng SP 11 mà tại sao mà nó cái xả kỹ năng nó lại trồi sụt phát được phát cái thế không biết, tí phải check em tướng Zoroenma này. Ok, như vậy ở trận đấu đầu tiên bước sang turn số 3 thì team số 1 của người chơi Moon thì đã đi 3 em tướng rồi. Hiện nay thì chỉ còn em tướng Akainu và em tướng Kuzan thôi. Hai phiên bản sau time skip của hai đô đốc hải quân
và người thắng và kẻ thua trong trận chiến ở Panhazard để tranh cái chức thủy sư đô đốc. Và phần thắng thì thuộc về Akainu, và Kuzan thì hiện nay đã đi bụi và tham gia vào team của Dâu Đen rồi. Trong cái mạch truyện mới nhất thì anh em có thể thấy là sẽ xuất hiện cái màn PK đấy, của Kuzan và của Gap, người thầy của Kuzan anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team chính của người chơi Moon anh em ơi. Team chính của người chơi Moon thì bạn ấy không chơi tanh anh em ạ, chơi một em tướng Wanomako full SP và bốn em tướng sát thương cực khủng là Perona, Yamato, Zoden và Mihawk. Bốn em tướng này thì đều full SP cả rồi anh em ạ. Đấy, cả 5 con tướng đều full SP. Vừa rồi thì có một màn khóa kiếm khí của con tướng Mihawk và đã tiễn một em tướng trong team của người chơi con gà Tây lên đường, tiếp tục liên kích lần 2 của Mihawk và đã lại tiễn em tướng Orion lên đường rồi anh em ơi. Như vậy là có một sự chênh lệch đẳng cấp rất là lớn giữa hai team này. Một team là lực chiến là hơn 10 triệu và một team lực chiến là chỉ có hơn 7 triệu hay hơn 8 triệu thôi. Hơn 8 triệu anh em ạ. Đây là ulti của Yamato full SP anh em ơi. Bao nhiêu đây? Lượng sát thương 10 triệu 100 nghìn sát thương anh em ạ. Và tiễn hai con tướng lên đường và tiếp tục liên kích là sẽ tiễn Edward Gview lên đường thôi. Như vậy là rất là nhanh chóng, cái team chính của người chơi Moon đã tiễn team số 1 của người chơi con gà Tây lên đường. Chúng ta sẽ đến với team chính của người chơi. Đến với team chính của người chơi con gà Tây. Team chính của bạn ấy thì cũng chơi một đội hình là một em tướng búp Mako và ba em tướng sát thương King, Yamato, Zoden và kết hợp thêm đó là một em tướng búp Zephy. Rồi Yamato anh em có thể thấy là cái lượng sát thương cực kỳ ổn định và cực kỳ cao luôn đến từ cả hai em tướng Yamato của cả hai người chơi luôn anh em ạ. Đấy, Yamato của team của người chơi con gà Tây với hai pha liên kích thì cũng buộc em tướng Mihawk và buộc em tướng Mako là giảm cái lượng máu của hai con tướng đó xuống gần đến gọi là cực hạn luôn anh em ạ. Ok này. Như vậy là Mihawk thì đang gắn cái dấu ấn kiếm khí vào cho con tướng Zephy. Như vậy là Zephy sẽ là con tướng đầu tiên phải nhận cái chết đấy, nếu không có gì thay đổi của team của người chơi con gà Tây anh em ạ. Khi mà nó đã bị con tướng Zephy bị con tướng Mihawk nó gắn rồi thì không thể chạy đi đâu được. 5 triệu mốt sát thương đến từ đòn đánh ulti của King hỏa hoạn và tiếp tục một đòn đánh đặc biệt nữa và lại sử dụng thêm một liên kích ulti. Như vậy là 3 đòn đánh đấy, trong cùng một tơn. Đây là Zoden này. Rồi như vậy là Zoden của người chơi con gà Tây anh em ơi rất là xuất sắc, đã tiễn đấy, đã tiễn Yamato đấy, của người chơi Moon lên đường rồi anh em ạ. Như vậy là nếu như nhìn như thế này thì anh em có thể thấy là đang 4 đấu với 5 đấy, khá là chênh luôn. Tuy nhiên là người chơi Moon thì vẫn xuất sắc giành chiến thắng anh em ạ. Thì chúng ta sẽ cùng để ý xem là em tướng nào sẽ đưa team của người chơi Moon đến với chiến thắng của ngày hôm nay nhá anh em nhé. Hiện nay tỷ số đang là 4 đấu với 3 anh em ạ. Rồi như vậy là Perona thì cũng gần hết máu rồi. Hay là Zoden, khả năng sẽ là Zoden sẽ là em tướng ấy đưa team của người chơi Moon đến chiến thắng anh em ạ. Rồi tiếp tục, hay là Perona này anh em ơi. Khả năng Perona đã hiện nay thì đang tích được khá là nhiều cái đam này. Đây này, nào bao nhiêu? Úi rồi, như vậy là 6.6 triệu anh em ạ. Tiếp tục liên kích. Như vậy là sau cái pha gây đam của em tướng Perona thì vẫn chưa kết nhiễu được em tướng nào team của người chơi Moon lên đường cả. Hiện nay thì team của Moon thì mới mất thêm một em tướng Mihawk nữa. Và team của bạn ấy thì hiện nay còn em tướng Wanomako, Zoden và em tướng Perona. Team của người chơi con gà Tây thì vẫn còn đủ này. Đây này. Đấy, 15 triệu 500 nghìn sát thương này này anh em ơi. Đây chính là cái đòn đánh quyết định để đưa team của người chơi Moon ấy, đến với chiến thắng này anh em ạ. Rồi 3.9 triệu. Như vậy là một em tướng team của người chơi con gà Tây lên đường rồi. Đấy, Perona không mang trang phục skin thì nhìn trông rất là mờ lem luôn và rất là ngon luôn anh em ạ. Vừa rồi có một pha liên kích ulti của em tướng Walo Perona với hơn 7 triệu sát thương anh em ạ. Rồi Wanomako, như vậy là một bình siêu búp Wanomako tính đến thời điểm hiện tại thì khi mà chưa có Young Raiden và chưa có em tướng Divauta thì Wanomako sẽ là một thế lực cực kỳ đáng sợ, một siêu búp cực kỳ đáng sợ đối với con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam luôn anh em ạ. Rồi như vậy là Zoden là MBB và đã tiễn đấy, toàn bộ team của người chơi con gà Tây lên đường rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với team số 3 đấy, của người chơi con gà Tây. Đối với team số 3 của người chơi con gà Tây thì hiện nay thì chỉ có em tướng
Big Mom tanh này, Marco tanh này, và ba em tướng sát thương là Sabo, Sanji, Steel Black và Thủy Sư Đô Đốc Akainu anh em ạ. Akainu thì là một em tướng gây cái lượng sát thương dựa theo cái sức tấn công anh em ạ của bản thân Akainu, nên là khi mà gặp các cái con tướng, gặp các cái team mà nhiều tanh mà nhiều giáp ảo thì nếu mà chơi Akainu thì sẽ rất là ok luôn anh em ạ, bởi vì cái lượng sát thương của em tướng Akainu ấy thì nó kết hợp kèm theo cái thiêu đốt nữa đấy, nên là cái thiêu đốt của nó thì lại phụ thuộc vào sức tấn công của Akainu anh em ạ, nên là rất là ok luôn nhé. Như vậy là em tướng Wano Perona và em tướng Zoren thì hiện nay thì một con thì còn có 1/5 cây máu và một con thì còn khoảng 3/4 cây máu thôi, 6.7 sát thương. Và Sanji Steel Black thì đã tiễn Zoren lên đường rồi anh em ạ. Như vậy là team chính của người chơi Moon thì hiện nay thì chỉ còn có hai em tướng thôi, Wano Perona và em tướng Wano Marco, và tiếp tục là một pha thiêu đốt kỹ năng 1 đến từ vị trí của Akainu. Anh em có thể thấy là rất là thấm luôn đúng không? Đối với cái đòn đánh ulti và cái đòn đánh kỹ năng 1 của con tướng Akainu thì cực kỳ thấm luôn anh em ạ. Đặc biệt là khi mà anh em cứ chơi với những team mà nhiều tanh và nhiều giáp ảo thì chơi các cái con tướng ví dụ như là Sabo, ví dụ như là em tướng Akainu thì cực kỳ hiệu quả luôn. Như vậy là team chính của người chơi Moon thì hiện nay thì chỉ còn có một mình em tướng Wano Marco thôi. Một chống lại ấy, team 5 con tướng của người chơi con gà Tây anh em ạ. Đấy. Và trận đánh này thì vừa nãy theo check cái kết quả anh em ạ thì kết thúc với tỷ số hòa. Như vậy là đối với team của người chơi con gà Tây thì với mặc dù là đang sở hữu 3 em tướng là Akainu, là Sabo, là Sanji, Steel Black, nhưng tuy nhiên là vẫn không đủ sức để có thể là tiễn con tướng Wano Marco full kỹ năng HP lên đường được anh em ạ. Bởi vì con tướng Wano Marco này nó vừa được búp cái giảm sát thương này, và vừa trong cái nội tại cái kỹ năng của em tướng Wano Marco anh em ạ, nó búp cho bản thân nó cái dấu ấn chim phượng hoàng, thì vào đầu mỗi lượt nó hồi cái lượng máu rất là khủng luôn. Nếu như ba con tướng team của người chơi con gà Tây mà không thể dồn được giết được trong một lần thì sang đầu tơn sau thì Marco nó sẽ lại hồi sinh đầy nó sẽ lại hồi đầy ngay cái lượng máu của bản thân nó, thì là sẽ không thể kịp giết được. Ok, mình sẽ bỏ qua luôn như anh em nhé, bởi vì là nó sẽ đam từ bây giờ đến tơn thứ 15 thôi anh em ạ, và vẫn không thể kết liễu được em tướng Wano Marco này lên đường anh em ạ. Mình sẽ bỏ qua luôn và chúng ta sẽ cùng check kết quả luôn. Như vậy là ở trận đấu đầu tiên anh em thấy là Kaido của con gà Tây với full kỹ năng HP 4 tơn là 26 triệu sát thương, cũng rất là cao luôn. Sang trận đấu số 2, Yamato với 2 tơn là 14 triệu 640.000 sát thương MBB. Sang trận đấu số 3, chúng ta thấy là Dâu Đen đã đưa team chính của người chơi Moon giành chiến thắng với team chính của con gà Tây. Mặc dù là Moon bị mất em tướng Yamato và Mihawk từ rất là sớm, từ tơn 3 cơ, nhưng với sự xuất sắc của Dâu Đen thì đã kịp thời là gỡ lại cho Moon một bàn thua trông thấy anh em ạ. Sang trận đấu số 4, anh em thấy là một mình em tướng Wano Marco đã chống chịu và chống lại toàn bộ cái team số 3 của người chơi con gà Tây với cái lượng sát thương gây ra là 35 triệu sát thương. Như vậy là chỉ thua Akainu có 5 triệu thôi, và cái lượng hồi máu anh em thấy là hồi 139 triệu 550 nghìn máu luôn. Đấy, rất là ok luôn. Như vậy là kết quả trận đánh thì đối với team của người chơi Moon thì giành chiến thắng và vẫn còn nguyên một team số 3 là chưa phải dùng đến anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ check con tướng Zoroanma của con gà Tây nhá. Mình thì mình rất kết em Zoroanma này. Hiện nay con này thì đang SP là level 15 anh em ạ. Nâng đến hiện nay con này thì đang SP 14 anh em ạ. Ok, xem các chỉ số nào. Sát thương bạo kích là 228% và tỷ lệ bạo kích là 73% anh em ạ. Như vậy là bạn ấy bui tỷ lệ bạo kích là rất là cao luôn này. Haki này xuyên giáp này, và crit dam này xuyên giáp này, tiếp theo run này, tốc độ liên kích này, ok này, và sát thương bạo kích kết hợp với thanh tẩy. Như vậy là con này nếu mà tính ra là ưu tiên bui là tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích, các chỉ số đây, tấn công này, bạo kích, sát thương bạo kích này, tốc độ bạo kích, sát thương bạo này, tấn công này, bạo kích, sát thương bạo, như vậy là con này nó sẽ ưu tiên là bui xuyên giáp này đấy, và bạo và sát thương bạo anh em nhé. Để mình về mình sẽ đổi và mình reset cái con Zoroanma trong team của mình để xem nó như thế nào anh em nhé. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.